Chào các bác nha, em giới thiệu cái máy cạo râu Bazun CZ7 nhé. CZ7 này. Đấy, màng cạo cực đẹp. Chạy cực êm và khỏe nhé. Đây. Cộng trừ bên này là tăng giảm độ khỏe của máy này. Đấy, giảm đi này, tăng lên này. Tắt này. Cái này để cắt râu dài nhé. Đó. Made in Gimji. Dù là thương hiệu của Đức nha. Đây. Chân cắm sạc đây nha. À, đây là cục sạc này. Cục sạc này là cắm được 220V nha. À, em này thì nó bị một cái lỗi một xíu là ở đây nhưng không ảnh hưởng gì. Đó chính là chức năng lock này, khóa cứng cái cổ này lại. Đó. Tức là bình thường là cái cổ này khi mà mình gạt khóa là cái cổ nó sẽ cứng ngắc như thế này. Còn khi mình mở ra là cái cổ nó sẽ điều chỉnh được cái độ xoay như thế này. Đó, thì bình thường mình để xoay như thế này nhá. Bình thường khi dùng là mình đã để xoay như thế này rồi. Để khi mình di chuyển nó sẽ ôm sát cái phần cạo râu hơn. CZ7 bên ngoài còn khá đẹp. Đây. Bác nào cần alo em nhé. Em này bình thường mà nó hoàn hảo không bị lỗi chỗ này này thì giá chiếc này là khoảng tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu nhé. Đấy, em này em thanh lý chiếc này là 1 triệu 2. Ok các bạn nha. Máy thì em đã test pin nước ok nhé. Máy bảo hành 6 tháng nha các bác. Trừ mỗi cái này là không bảo hành. Đó chính là cái phần đầu của cái, đây này, cái màng cạo này. Các bác không may các bác làm rơi hoặc các bác va quẹt đâu nó rách nhá thì cái này sẽ không được bảo hành. Cái này hiện nay có bán mới nhá, cái màng này có bán mới này. Đấy. Ví dụ như bây giờ các bác mua cái màng này hàng không phải hàng chính hãng thì nó khoảng tầm độ 250-300. Còn nếu như mà mua đúng hàng chính hãng của nó nhá, nguyên cái màng này này. Nó khoảng tầm độ hơn 1 triệu một cái màng này. Đó. Cái này dùng thì nó cực bền nhá, các bác không lo hỏng luôn nhá. Cực bền luôn, dao giết nó cực bền. Đấy, mỗi cái không may các bác làm rơi hoặc các bác va quẹt vào đâu thì cái này nó sẽ bị rách. Đây nha, em quay rõ cho các bác xem này. Đấy, cái màng nó rất là đẹp. Đây, CZ7 này. Mua đúng cái màng chính hãng của nó là hơn 1 triệu nhé. Như em nhớ là 1 triệu mốt mấy chục. Các bác có thể lên trên Lazada hoặc Tiki các bác mua nhé. Ok các bác nha.